chuyên mục Kinh tế phát triển. Thưa quý vị, hiện nay, câu chuyện liên kết trong sản xuất nông nghiệp thực sự được nông dân lẫn doanh nghiệp quan tâm. Tại tỉnh Long An, tuy hình thức liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản chưa phát triển mạnh, nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế và đang được nhân rộng với sự liên kết của các bên liên quan. Hiện tại, Long An xây dựng vùng chăn nuôi an toàn thông qua dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, gọi tắt là dự án LIPSAP tại 4 quyện, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Duộc. Vùng chăn nuôi này có 38 nhóm, gồm trên 700 hộ chăn nuôi heo và gà. Đến nay, trên 85% hộ chăn nuôi trong vùng được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Nhìn chung đến nay thì các nhóm Gáp đã đi vào hoạt động tương đối ổn định. Các hộ thành viên nhóm đều nắm được cơ bản các biện pháp quản lý sản xuất và giải pháp kỹ thuật của quy trình Việt Gáp. Đây là điều kiện góp phần cho hộ dân các địa phương này chuyển đổi mô hình, chuyển đổi giống, vật nuôi phù hợp, phát triển sản xuất chăn nuôi, nâng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, cái khó vẫn là đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Trong hơn một năm trở lại đây, gia đình ông Phạm Thành Nghiệp ở ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện Cần Duộc và hơn 80 hộ dân ở đây phát triển được mô hình liên kết chăn nuôi gà thịt. Do có công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà, một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cung cấp con giống và quan trọng hơn là bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng liên kết. Đa phần người nuôi an tâm, không còn lo giá cả bấp bênh nên mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi. Ông Phạm Thành Nghiệp, xã Phước Hậu, huyện Cần Duộc cho biết: người chăn nuôi của tôi trăn trở nhất là cái đầu ra. Bởi vì mình nuôi cực khổ, trông tới ngày bán kêu nó cái lúc đó. Ví dụ như mà hay đắt thì người ta đánh xe tới ào. Còn khi mà nó ế rồi một cái gọi điện hoài không ai bắt, rồi đôi khi là điện thoại họ cúp luôn. Thành thử nó khó khăn cho chúng tôi lắm. Cái ngành chăn nuôi của chúng tôi rất cần một cái đầu ra ổn định, chuẩn. Cũng giống như là cái ngành công nghiệp, người ta làm ra sản phẩm, người ta tính được thì người ta làm có lời chắc trong tay. Giống như là cái ngành chăn nuôi của chúng tôi bây giờ, nếu mà có đầu ra chuẩn, tụi tôi tính được. Ví dụ bây giờ 1.000 con trong vòng 4 tháng đó, mình có thể là lời được bao nhiêu triệu. Tụi tôi tính được, tụi tôi làm được thì trồng đó, cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của giới chăn nuôi chúng tôi mà. Từ thành công của mô hình liên kết chăn nuôi này, hiện nay với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An và sự đồng thuận hưởng ứng của người dân trong khu vực, xã Phước Hậu, huyện Cần Duộc tiến hành thành lập Hợp tác xã chăn nuôi gà tại ấp Long Khánh, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm hẳn hoi với công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà. Đây là một trong những điển hình trong liên kết phát triển nguồn hàng của doanh nghiệp với các hợp tác xã. Theo nội dung ký kết, công ty Sang Hà sẽ ký hợp đồng thu mua gà thịt với giá ổn định trong suốt một năm để các xã viên yên tâm tổ chức sản xuất. Về phía hợp tác xã cũng sẽ tổ chức thực hiện chăn nuôi theo đúng quy trình Việt Gáp và cung ứng đủ số lượng gia cầm đã ký kết cho công ty. Qua đó giúp cho nông dân yên tâm sản xuất, cải thiện thu nhập. Ông Danh cũng là hộ chăn nuôi, đồng thời là giám đốc hợp tác xã, với trên 40 hộ nuôi là xã viên và hộ nuôi lân cận được công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà bao tiêu sản phẩm. Theo ông Danh, hiện tại mỗi tháng, hợp tác xã đứng ra làm đầu mối cung cấp cho công ty tiêu thụ trên 30.000 con gà thịt. Đối với hộ nuôi, sau khi trừ chi phí, cứ 1.000 con gà nếu đạt tỷ lệ hao hụt thấp khoảng 10%, sau 3 tháng nuôi sẽ có lãi 15 cho đến 20 triệu đồng, tùy theo thời điểm. Ông Nguyễn Thành Danh, giám đốc hợp tác xã thương mại dịch vụ Phước Hậu, huyện Cần Duộc, phát biểu: Cái nguồn gốc bà con ở đây đầu tiên là chỉ là trồng trọt rau màu. Nhưng sau thời gian thì bà con cũng đi tập huấn nhiều nơi, học hỏi cái kinh nghiệm phát triển kinh tế địa phương thì thấy cái chăn nuôi gà nó cũng phù hợp với địa phương. Thật ra bà con cũng một số bà con cũng chuyển đổi qua nuôi gà. Nhưng mà cái khó khăn của bà con là khi con gà mà đem nuôi lớn lên rồi á thì lại là tiêu thụ rất là khó. Ở lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm chăn nuôi gia cầm, bà Phạm Thị Huân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân,
có nhà máy chế biến thịt gia cầm tại huyện Đức Hòa cho biết, với thâm niên 40 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phân phối sản phẩm gia cầm tươi sống, công ty có hệ thống phân phối phủ rộng trong cả nước. Từ đó, khả năng thu mua các sản phẩm từ chăn nuôi gia cầm khá lớn. Ngoài các trang trại chăn nuôi chủ động nguồn nguyên liệu, công ty thu mua một lượng lớn thịt gia cầm từ hộ chăn nuôi. Tất nhiên, yêu cầu đặt ra là người chăn nuôi phải đáp ứng việc tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn, có tư vấn hỗ trợ giám sát nhằm cung ứng sản phẩm chất lượng. Bà Phạm Thị Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Quân cho biết. Công ty Ba Quân gắn kết với bà con nông dân tất cả các tỉnh để là tập huấn theo cái chăn nuôi an toàn. Hiện nay, kinh tế nông nghiệp đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế chung của tỉnh. Nhìn lại năm 2015, lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 3,3%, trong đó trồng trọt tăng 3,6%, chăn nuôi tăng 1,4%, dịch vụ nông nghiệp tăng 1,7%. Nhìn chung, do thời tiết không thuận lợi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người nuôi. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ không ổn định, giá cả đầu ra khó lường, ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô, phát triển đàn. So với sản lượng chăn nuôi của tỉnh, thì một số mô hình cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm như vừa nêu trên là còn quá ít. Tuy nhiên, đây là một trong những mô hình tích cực cần được nhân rộng hơn nữa, góp phần để chuyển dịch đàn gia súc gia cầm từ hộ riêng lẻ sang quy mô trang trại ở những nơi thích hợp, xây dựng mô hình việt gáp trong chăn nuôi gia cầm gia súc. Bên cạnh chăn nuôi, Long An là một trong những địa phương có sản lượng lúa cao và nhiều sản phẩm cây trồng khác. Năm 2015, riêng sản lượng lúa toàn tỉnh đạt trên 2,9 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu dự trữ lương thực, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cánh đồng lớn theo hướng liên kết 4 nhà khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư cho sản xuất và bao tiêu sản phẩm, được xem là bước khởi đầu cho một mô hình lớn của ngành nông nghiệp trong xu thế hội nhập hiện nay. Hiện nay, đa số máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như máy cày đất, máy thu hoạch, sơ chế sau thu hoạch của cả nước nói chung và của tỉnh Long An hầu hết phải nhập khẩu. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực máy phục vụ nông nghiệp cũng như các ngành khác đều mong muốn ngành công nghiệp phụ trợ trong nước phát triển để bớt nhập khẩu nhằm giảm được nhiều chi phí. Nhằm phục vụ cơ giới hóa đồng ruộng, bảo quản chế biến, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản của nông dân sau thu hoạch. Ông Bùi Phong Lưu, giám đốc công ty Bùi Văn Ngọ cho biết. Về khía cạnh nông nghiệp thì tôi thấy là nó có cái là thứ nhất là cái chuyện này là cái đầu tư vô nó là có một cái đầu tư nền tảng về mặt là trồng trọt, về mặt giống trồng trọt và canh tác cũng như là thu hoạch rồi sau đó là chế biến. Về phía nông dân cần liên kết lại, tổ chức sản xuất đồng loạt theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Trong đó, yêu cầu cao nhất là phải thay đổi tập quán canh tác cũ và thực hiện kỹ thuật canh tác mới, bảo đảm tính thống nhất theo kế hoạch mùa vụ. Thực hiện yêu cầu trên, lúc đầu có khó khăn nhưng hiện nay hầu hết nông dân đều phấn khởi, phát triển sản xuất cho gia đình mình. Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Long An phát biểu. Người nông dân và các doanh nghiệp hoặc là người nông dân vào các hợp tác xã, thông qua hợp tác xã để mà cơ bản liên kết với nhà doanh nghiệp đó, thì nó có trong thời gian vừa qua có những cái bước tiến bộ đáng kể. Tức là nhà doanh nghiệp sẽ cung cấp vật tư đầu vào, hướng dẫn cái quy trình sản xuất tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó là nhà doanh nghiệp sẽ bao tiêu của sản phẩm mình với cái giá là cơ bản thỏa thuận cái giá thị trường. Còn về người nông dân thì sẽ là thực hiện cái quy trình giống theo giống của cái nhà doanh nghiệp đó là đề ra, và cái quy trình sản xuất thì theo cái hướng dẫn của nhà doanh nghiệp hoặc là cái hướng dẫn của các cái đơn vị chức năng trực thuộc ngành như là Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc là Trung tâm khuyến nông. Liên kết để sản xuất bền vững đó là nhu cầu tất yếu của nền nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa lớn. Các mối liên kết sản xuất và tiêu thụ hiện nay bước đầu thành công. Từ khi ký kết hợp tác với nông dân, công ty có nguyên liệu với số lượng và chất lượng ổn định. Từ đó, doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh phù hợp, chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, hạn chế thấp nhất rủi ro trong kinh doanh. Tuy nhiên, để liên kết bền vững hơn, doanh nghiệp và nhà nông đang cần sự chung tay, góp sức và hỗ trợ khác từ các bên như ngân hàng, nhà khoa học để họ đủ lực liên kết, phát triển bền vững, góp phần thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho người dân.
Vừa rồi là chuyên mục Kinh tế phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thân ái chào tạm biệt.